Xin chào các bạn, Tùng Chiêu đã trở lại rồi đây. Ở Thái Lan thì Phật giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân Thái từ lúc mà họ mới sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Và ngày hôm nay thì Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi tham quan tất cả những ngôi chùa và đền tại Thái Lan.